Nói chung anh em mình nhá. Vâng. À, nếu mà anh em gặp một em gái nào mà có đào mỏ nhá. Vâng. Đào mỏ thì gì cứ bình tĩnh nhá. Vâng. Hết sức bình tĩnh, mặt lạnh như tiền. Vâng. Cái gì? Em không biết nấu cơm mà. Ủa trời, quan trọng gì? Em đâu phải đầu bếp. Ờ, không phải đầu bếp đâu. Cứ ở đây giúp việc lo hết. Cái gì em không thích đi làm à? Em làm cái gì? Đúng em rồi. Đi làm anh cũng bắt em nghỉ nhá. Không phải là em đi thích đi làm mà được đâu. Ờ nha. Tắm rửa sạch sẽ, chổng bông đợi anh về. Mỗi nhiệm vụ không phải làm gì hết. À cái gì? Cái gì bố mẹ em á không phải lo. Rồi ôi, có hai cụ thôi. Em nhá, nếu mà bố em có hai vợ hay là mẹ em hai chồng, ok, anh nuôi sạch luôn. Không phải lo tiền. Đây, tay ATM đây, thẻ ATM hết anh lại chuyển vào. Bố mẹ thích mua thì mua nhá. Em đẻ 10 con anh cũng nuôi được. Em thích đẻ bao nữa thì đẻ, anh không cấm. Đẻ trứng này thôi. Thoải mái luôn. Cái gì? Thích đi du lịch nhá. Đi châu Âu ạ. Ui giời, thoải con gà mái đi nhá. Mà em đi một mình làm gì nó buồn. Rủ thêm tất cả đội bạn em đi cùng cho vui. Đúng không? 20 đứa cũng được, ở khách sạn 5 sao anh lo. Có gì phải lăn tăn. Tiền mình in ra được cơ mà. Đúng không? Mình đi phải ngại. Từ ngày đi con Audi cho thấy anh cứ khác quá. Có anh chán. Công nhận. Thế anh em, khi mà anh em nói thế còn kia nó sốc. Đúng không? Sốc. Ủa anh ơi, anh nói đùa hay thật chứ? Thì đương nhiên là đùa, mày biết rồi, làm gì nữa. Đây là tại em đùa trước cái gì. À, làm đếch thì có cái chuyện này. Cứ đùa vớ, đùa vẩn đi. Mẹ ơi, lại tưởng thật á. Mẹ, đéo có đâu. Đấy, nói chung là đùa thôi. Đấy, anh như anh em hết sức bình tĩnh. Vâng. Đừng để cho đối phương nghi ngờ là anh em đùa. Đấy. Đấy, đấy là khuyên bọn con trai. Vâng. Bây giờ khuyên các bạn gái là khi các bạn lên bất cứ chương trình truyền hình nào, chương trình có đông người xem nữa, thì các bạn phải chú ý về lời ăn tiếng nói. Không nhất thiết là nói tất cả những cái thứ trong đầu mình ra. Vâng. Đúng không? Bởi vì khi bạn lên một chương trình thì bạn, nếu bạn lấy được lòng khán giả, vâng, thì bạn có rất nhiều cơ hội sau này. Vâng. Còn bây giờ bạn làm mất lòng khán giả đi thì bạn đóng luôn cả những cơ hội sau này lại, kể cả cái người đàn ông đấy hôm đấy có hẹn hò với bạn. Vâng. Thì những cơ hội sau này nó cũng không còn. Vâng. À, trong khi bạn, kể cả người đàn ông trong đấy mà không hẹn hò với bạn thì người ta vẫn nhận xét bạn là một người nọ kia, vẫn còn nhiều cơ hội của bạn đối với những người khác. Đúng không? Bây giờ vài lên như này rồi, thằng khác nó bảo ôi giời, hóa ra con này. Lướt. Không có tiền đưa nó dư luôn đâu. Đấy, thế là còn đâu cơ hội nữa. Tự nhiên lại lên tivi được một hôm, không quảng bá cho hình ảnh của mình, lại tự nhiên trở thành ế suốt đời. Vâng. À nhá, dạ.